Có thể xin cảm ơn và mời quý vị người trên nước về gia đình của sau đây là lễ viếng các thợ mộ. Thank you.
hoàn tất, thì tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mời mọi người nghe chương trình này. Sau đây là lễ kết thúc theo tuần nhau của các em Dương Phóng, Hoàng Cầu rủ chồng trở vào trước án để dân tộc. Là tuần nhang của gia đình cô chú Long Hiên cùng các em. Mời quý vị tổ 19 kỳ bá thành phố Thái Bình đồng vào dâng tuần nhang thơm vĩnh biệt. Được tiếp đón và có lời cảm tạ. Thank you.
Văn Hậu Giang. Kính thưa đại gia đình thiếu chủ, chúng tôi hội cựu quân nhân tổ 7, tổ 8 phường Tiền Phong nhận được tin bà Sa Trần Thế về hầu kiêm tổ, tuổi 50. Hội cựu quân nhân đang hoạt động xây dựng hội cùng với chồng của bà, đồng chí Bùi Văn Kiên. Hội cựu quân nhân về đây chia buồn cùng gia đình và thăm viếng bà. Đứng trước nhang án bà, hội cựu quân nhân có ném hương thơm, có vòng hoa tươi để vĩnh biệt về bà về nơi suối vàng an nghỉ rất ngàn thu. Thay mặt chi hội cựu quân nhân, tôi xin giới thiệu đồng chí Đào Xuân Hát, trưởng ban câu lạc bộ nên thắp tuần nhang vĩnh biệt. Thay mặt cho gia đình đặc quyến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa trong giấc mơ, xin được kính dâng lên mẹ hiền trước giờ phút chia xa hôm nay.
sắc quyến tan xa. Sẵn kinh nhạc sao sở tỉnh Thái Bình chúng con trực thuộc công ty tăng lễ Vĩnh Hằng, giờ này đây chỉ có thể biểu trước khi sàng của bà, xin cho phép con thay mặt cho toàn thể chị em trong dàn kim nhạc xin được gửi tới toàn thể gia quyến tăng xa lời chia buồn, lời phân ưu và sự cảm thông sâu sắc nhất. Đoàn cũng xin nhất tâm cầu nguyện cho chân linh hương hồn bà được vãn sinh an lạc quốc, trở về cõi Phật ăn sức nghỉ ngàn thu. Và giờ này đây là nghi thức dâng hương của dàn kim nhạc, xin kính mời một vị đại diện cho đoàn lên sân tuần. Bà có thể dân kinh quỳ dân này đây các đài xem di ảnh của người, xin cho phép dàn kim nhạc được đỡ lời cho người chồng cùng các con thân yêu của bà, xin có đôi lời tiễn biệt trước giờ phút chia xa. Bà ơi, vậy mà bà đã bỏ tôi đi thật rồi sao? Tình nghĩa chồng vợ bấy lâu nay chỉ có thể thôi sao? Bao năm bao tháng khó khăn vất vả, chúng ta cùng nhau chia sẻ buồn vui. Vậy mà giờ đây bà nỡ bỏ tôi lại một mình, để tôi đơn côi, các con từ nay vắng bóng mẹ hiền. Đành rằng tôi nhờ cậy các con, nhưng không còn được như lúc bà còn, bà ơi. Thật đúng là trăm năm một cỏ đi về, trần gian sừng bước, nay bà về cùng tổ tiên, để lại con Thảo cháu Hiền, họ Hào nội ngoại một niềm tiếc thương. Nức nở trong nhà hơi nghẹn tỏa, nghẹn ngào ngoài cửa khỏi nhăn quay. Và mẹ Hiền kính thương ơi, mẹ ơi, nhớ thuở xưa mẹ sinh chúng con ra từ khi một bàn tay thì đầy, mà hai bàn tay thì vơi. Mẹ nuôi dưỡng chúng con khôn lớn trưởng thành, để chúng con có được như ngày hôm nay. Tổ cha công mẹ chất đầy trong tim, người đời phá áo bằng kinh. Chúng con này mất mẹ, biết vả tin bằng gì. Mẹ ơi, ơn dưỡng dục chúng con chưa kịp báo đáp, nghĩa sinh thành chúng con biết đáp trả sao đây. Vậy mà giờ khắc này đây, đất lành sụt dưới bàn chân, nâng vành tan chảy ngàn lần đớn đau, còn không khóc nổi thành công. Mẹ đi để lại nỗi sầu chữa chan. Mẹ ơi, chúng con dâng lên mẹ nén hương tràn nước mắt, cúi lạy mẹ chúng con ruột thắt gan bào. Tiễn mẹ Hiền đi, chúng con nghẹn ngào ứa lệ. Công trang nghĩa mẹ chúng con nguyện thề một đời khắc ghi. Và giờ phút này đây, xin cho phép dàn kim nhạc sao sáng tỉnh Thái Bình thuộc công ty tăng lễ Vĩnh Hằng được mượn tiếng kèn sầu dâng lên mẹ Hiền đỡ lời cho các con của bà Phạm Thị Dần với nhạc phẩm mang tựa đề Lòng Mẹ. Đoàn chúng con xin được trịnh trọng cử hành. Mẹ Hiền ơi, thế là sao vậy mẹ ơi? Sống không như ta được lời mẹ yêu,
ngồi đất trời thổ chăng. Rồi cháu con khóc gọi tên người, người ơi, suối vàng muôn dặm xa xôi, nỗi đau xé ruột, lệ rơi nghẹn ngào. Và giờ phút này đây, xin cho phép dàn kim nhạc được dành một phút mặc niệm để tiễn biệt thương hồn người quá cố. Phút mặc niệm bắt đầu. Này đây là nghi thức dân hoa báo hiếu đỡ lời cho toàn thể các con các cháu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ hiền ơi, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi chục con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, mẹ che chở đời chúng con. Và giờ này đây, trước giờ phút tiễn biệt đau thương này, xin cho phép dàn kim nhạc được mượn những cánh hoa rơi để đỡ lời cho toàn thể các con, các cháu của bà Phạm Thị Dần. Xin được tiễn biệt người bà, người mẹ hiền kính thương trước giờ phút biệt ly. Nghi thức dân hoa báo hiếu xin được trịnh trọng cử hành. Mẹ ơi, thu nay đã sang rồi và mùa vu lan cũng đã về, còn cực cỡ như mẹ vẫn mãi bên chồng con. Ngọn đuốc sáng soi đường con đi tới, và tình của mẹ mãi mãi như là bền hơn, cầm đôi dưỡng cao hơn là nổi thải. Mẹ ơi, đã xa rồi còn đâu bóng dáng mẹ hiền kính yêu của chúng con. Dâng lên mẹ bông hồng thắm thắm đỏ, tựa như dòng máu đỏ mẹ đã trao cho chúng con. Đã bao năm
mẹ bươn trải hao mòn. Nuôi con lớn, nuôi con lớn gì không con thành đạt. Cảm ơn mẹ, người là vầng trăng tỏ dần soi đường chỉ lối chúng con đi. Cảm ơn mẹ đã bao phen bè thử lội con giải cờ không năm nổi quá nhiều lần. Mẹ ơi, một lạy này con xin được kính thỉnh tình mẹ ở dưỡng dục đậm đà khuôn kể xiết. Nghĩ đến người quái hương lầm xa xiết, kính yêu người hiền hầu từ liên hoa. Mẹ ông cây trăm nhánh cây cùng một cội, để nước trong khe nước chỉ có một nguồn. Tất cả chỉ em chục con giờ này đến đất đồ bên linh cực của mẹ hiền, chúng con xin được mượn những cảnh hoa sơn để tiễn biệt mẹ đi trước giờ phút biệt. Mẹ ơi, giờ này đây chúng con nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhớ con sao bảo lách ruột lách gan. Thời gian chỉ còn trong chốc lát là chúng con phải tiễn mẹ yêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời mây mù giá lạnh phủ âm u như thầm nhủ phút giờ tiễn biệt. Hà chính buồn vô cùng thương tiếc của bao người trên vòng đoá quan tang. Đây cánh hoa rơi lòng chúng con kính tiễn, tỏ tâm tình chan chứa lệ đầy vơi. Đây cánh hoa rơi lòng chúng con đau đớn không bút mực nào tả xiết được. Mẹ hiền ơi, đời mất mẹ chúng con mất cả bầu trời như vũ trụ không nắng vàng soi chiều. Bao năm qua chúng con chưa tròn sự hiểu, cúi xin người, cúi xin người hãy rộng lượng thứ tha. Mẹ hiền kính thương ơi, giờ này đây đứng bên mẹ mà còn xúc phúc gì em chúc con chăn trở. Mẹ đâu rồi cho con tựa bờ vai để quên đi những mệt nhọc của ngày dài và để chút bỏ những trông gai của cuộc sống. Bắt chúng con ngước lên trời cao sầm, áng mây nào, áng mây nào mang hình bóng mẹ tôi. Mẹ ơi, bắt buộc vẫn còn đây, bắt buộc vẫn còn đây, chúng con đợi người về từ trong trọn nhờ cảnh bàn khuya ủ rụt đời chờ. Mẹ nằm đó trong con người có thầu, để nơi đây, để nơi đây chúng con gục đầu mà than thờ. Nếu đôi tay lại mà người chẳng ở, cầu thêm giờ mà trời chẳng ban cho. Mẹ ơi, thế là hết từ nay đâu còn nữa. Nơi sông trần tròn lại đậm đậm màu xanh, nhìn màu tan dầu dị phủ bao trùm, đã che mất hư hồn người nơi chỉ xuôi. Lúc này đây mẹ hiền ơi, họ hàng nội ngoại tri kỷ thân bằng bầu bạn phố phường ta. Tiếng cầu kinh của học hội các già, lời cầu siêu của chư thầy đưa tiễn, lầm khóc nhạc buồn làm gờ xẻ lòng đắng đắng. Tiễn đưa mẹ xuôi đò về quê tổ, cõi niết bàn hồn ngộ gặp xa tinh.
mẹ ơi, cha và mẹ là những tiếng gọi đầu tiên khi chúng con mới bập bẹ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu, mẹ cho chúng con sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất. Mẹ là một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ chưa sống đủ trăm năm, nhưng mẹ cho chúng con dư giả cả nụ cười tiếng hát. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nơi bước qua Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Nghi thức dâng hoa bằng hiếu đỡ lời cho toàn thể các con, các cháu của bà Phạm Thị Dần của dàn kim nhạc Sức Sáng tỉnh Thái Bình trực thuộc công ty tang lễ Hoàng Anh. Chúng con đã được hoàn tất chức viên, đoàn chúng con xin được cúi đầu bái tạ cùng toàn thể các viếng tang xa cùng đầm bái tạ. Nhận được tin buồn của Phạm Thị Dần đã ra đi về hầu tiên tử, nên lời mời gia đình cao quý được chủ yếu của công ty tang lễ Vinh Hằng lê đoàn trưởng nơi giao tang để phục vụ lễ tang đoàn. Chúc tình đoàn xin thắp một nén hương trần vĩnh viễn hương hồn và hồn cốt, và đoàn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Về những chút linh sản là đoàn xin dâng hồi chống phước rất nhanh và về nơi tiếp cảnh đồng lai, và rồi chống cảnh cùng toàn thể và có thân quý sẽ tiến đưa vào về mái quê hương trong lòng rất là yêu thương. Giờ phút ly biệt được người, đoàn xin được cầu chúc cho hương linh và sống được siêu sinh tình đầu nơi cõi vinh hoàng an rất là thôi. Và giờ đôi hồi chống chào hóa linh và đoàn xin phép được bắt đầu. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, nhân dân, tổ dân phố, các cơ quan đoàn thể, nơi ông bà cũng như các anh chị em của ông bà đang sinh hoạt và công tác. Quý vị đã dành thời gian về chia sẻ nỗi mất mát đau thương với gia đình tang chủ, rồi dâng tuần nhang thơm, tiến bảo vệ nơi suối vàng, ăn giấc nghỉ ngàn thu. Thế là bảo vệ đảng ấy hôm nay, cho chúng tôi gửi trăm lần nhớ, gửi ngàn lần thương, gửi về tới chốn Tây Phương an bài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn linh hồn bà Phạm Thị Dần về chốn Tây Phương. Trước khi nhường lời cho ban tổ chức lễ tang và điều hành lễ truy điệu trọng thể theo nghi thức và phong tục của phường phố quê nhà, thay mặt cho những người làm chương trình của công ty tổ chức tang lễ Vĩnh Hằng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể,
cảm ơn ban tổ chức lễ tang, xin cảm ơn các hộ gia đình chung quanh và liền kề đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị chúng tôi được hoàn thành nhiệm vụ. Xin kính mời ban lễ tang và điều hành lễ truy điệu. Tiến hành làm lễ truy điệu, xin trân trọng kính mời các quý vị có mặt trong nhà bạt đứng dậy. Bộ phận nhạc tang nổi lên ba hồi chiêng trống. Dần. Kính thưa hương hồn bà Phạm Thị Dần, kính thưa đại gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, ban nhạc tang, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trong cộng đồng dân cư tổ dân phố số 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Kính thưa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Kính thưa toàn thể họ tộc, họ nội, họ ngoại, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè, thân hữu gần xa. Kính thưa toàn thể các quý vị có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Bà Phạm Thị Dần sinh năm 1974 tại tổ 13 phường Tiền Phong, nay trú tại số nhà 48 đường Trần Thủ Độ, tổ dân phố số 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bà là hội viên hội phụ nữ, thành viên của câu lạc bộ dân vũ thể thao phường Tiền Phong, là công dân gương mẫu của tổ dân phố số 8 phường Tiền Phong, nhưng không may bà mắc phải căn bệnh quá hiểm nghèo, đã được các thầy thuốc bệnh viện Đông Tây Y tận tình cứu chữa, gia đình con cháu hết lòng chăm sóc thuốc thang, bà con cô bác nghĩa phố tình phường, bạn bè thân hữu gần xa, các gia đình thông gia liên gia, các tổ chức đoàn thể họ hàng nội ngoại thăm hỏi động viên, mong bà mau hồi phục sức khỏe, sum vầy cùng gia đình con cháu. Song vì sức yếu bệnh trọng, bà đã không qua khỏi, bà chút hơi thở cuối cùng vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, tức ngày mùng 6 tháng 11 năm Quý Mão, bà hưởng 50 tuổi. Lễ khâm niệm bà Phạm Thị Dần vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 19 tháng 12 năm 2023,
tức ngày mùng 7 tháng 11 năm Quý Mão, lễ viếng sau lễ khâm niệm. Giờ này hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2023, tức ngày mùng 8 tháng 11 năm Quý Mão, Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố về đây dưới mái nhà bạt, dâng vòng hoa tươi, thắp nén hương trầm để vĩnh biệt bà và cầu chúc bà về với tổ tiên được an giấc ngủ ngàn thu, và cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát quá lớn với gia đình. Xong tiến hành tổ chức lễ đưa tang cho bà, thi hài của bà được đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Nam Định. Di cốt của bà được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Ban Túc, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Quý Phương, đại diện cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 8 lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Nhỏ, đại diện chi hội cựu chiến binh lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đức Ngãi, đại diện chi hội người cao tuổi lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Đình Thủy, đại diện chi hội khuyến học chi hội chữ thập đỏ lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Tho, đại diện chi hội phụ nữ chi đoàn thanh niên lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Trang, đại diện hội tình nghĩa ngõ 62 lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Niêm, đại diện câu lạc bộ dân vũ thể thao phường Tiền Phong lên dâng tuần hương vĩnh biệt. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đào Thị Thắng, đại diện chi hội nông dân lên dâng tuần hương vĩnh biệt.
Để tiếp theo tuần hương vĩnh biệt, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đào Thị Xuân, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, lên dâng tuần hương vĩnh biệt và đọc lời điếu. Tiền Phong ngày 20 tháng 12 năm 2023, lời điếu bà Phạm Thị Dần. Kính thưa hương hồn bà Phạm Thị Dần, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa quý vị đại biểu đại diện tổ chức đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể tổ dân phố số 8, kính thưa gia đình, bà con, họ nội, họ ngoại, các gia đình, thông gia, liên gia, thân bằng gia quyến, bạn bè gần xa của gia đình, kính thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Bà Phạm Thị Dần sinh năm 1974, bà sinh quán tổ dân phố số 11-12, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nay chú quán số nhà 48, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bà là hội viên hội phụ nữ phường Tiền Phong. Do lâm bệnh, bà đã được các thầy thuốc đông y, tây y tận tình cứu chữa. Chồng, con, anh chị em tận tình chăm sóc, động viên, nhưng bà vẫn không qua khỏi. Bà đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, tức ngày mồng 6 tháng 11 năm Quý Mão, bà hưởng trần 50 tuổi. Kính thưa tang lễ, bà Phạm Thị Dần được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố nguyên là công nhân hưu trí, mẹ nguyên là cán bộ địa phương. Lúc còn nhỏ, bà được gia đình nuôi dạy ăn học. Đến năm 1998, bà đã được tuyển dụng xuất khẩu lao động đi làm việc tại Dubai. Đến năm 2000, bà được trở về nước sau khi đã hoàn thành hợp đồng lao động. Từ năm 2001 đến năm 2022, bà tiếp tục công tác tại công ty may Việt Mỹ. Sau đó, bà mắc phải căn bệnh làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý và chất lượng công việc. Bà đã được gia đình, bố, mẹ, chồng, con, anh chị em động viên bà nghỉ việc ở công ty để yên tâm điều trị bệnh và mong bà được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thuốc thang, bà sẽ sớm được bình phục. Bà sinh được hai người con gái. Người con gái lớn của bà đã trưởng thành và cũng đã xây dựng gia đình. Bà đã có một người cháu ngoại. Người con gái thứ hai của bà hiện nay đang học và là sinh viên đại học. Hôm nay, bà ra đi nhẹ nhàng thanh thản, bắt đầu cho một cuộc nữ hành mới như một cánh bồng lai, rũ áo bụi trần, quyện vào gió, nương theo mây, đi vào chốn hư không, về miền cực lạc. Đây là một mất mát to lớn không gì bù đắp được. Chỉ cho gia đình, họ tộc, bạn bè, thân hữu, mất mát này đã để lại cho gia đình, bố, mẹ,
chồng con, anh chị em nỗi đau khôn lường, không gì bù đắp được, và cũng để lại cho bà con họ tộc, khu phố bao niềm tiếc thương. Kể từ giờ phút tiễn biệt, bà đã bỏ lại những người thân yêu nhất trong gia đình, dòng tộc, bỏ lại quê hương, nơi cất tiếng khóc chào đời, nơi đã nuôi dưỡng bà trưởng thành. Cùng với bao kỷ niệm đáng nhớ, bà bỏ lại tất cả những tâm tư, tình cảm cùng những thành quả lao động mà suốt cả cuộc đời bà đã bỏ công gây dựng. Nào là bố, mẹ, chồng con, cháu, anh chị em họ hàng bạn bè, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí bà. Có lẽ giờ đây với bà chẳng còn ý nghĩa trong chuyến đi xa không hẹn ngày về. Trong suốt cả đời 50 mùa xuân của mình, bà luôn sống trung thực, giản dị, nên luôn được mọi người yêu mến. Với phố phường hàng xóm, bà luôn giữ mối quan hệ cởi mở chân tình. Với bà con anh em thân tộc, bà luôn hết lòng quan tâm. Với các con, cháu, bà luôn hết lòng dạy bảo. Những tình cảm, đạo đức, phẩm chất của bà, anh em, con cháu mãi nhớ ghi. Kính thưa tăng quyến, trong giờ phút chia ly đau đớn tiếc thương, chúng tôi, ban công tác mặt trận, tổ dân phố, các cơ quan đoàn thể, cùng với gia đình, anh em họ tộc và nhân dân trong phố, ngoài phường, long trọng tổ chức lễ truy điệu và đưa tang bà Phạm Thị Dần về cõi vĩnh hằng. Thay mặt ban công tác mặt trận tổ dân phố, các tổ chức, các cơ quan đoàn thể cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa, tôi đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, hãy dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Để tiếp theo tuần hương vĩnh biệt, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Hiển, đại diện gia đình, nên dâng tuần hương vĩnh biệt và có đôi lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền cùng toàn thể các ban ngành, đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn công ty Vĩnh Hằng, xin cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan, các công ty và xí nghiệp. Gia đình xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn các gia đình thông gia, nhân gia, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của cháu tôi là chị Phạm Thị Dần, là con dâu và cháu dâu của gia đình chúng tôi, là người hộ hiền lành hiếu thảo của cháu Bùi Đình Chiến.
là người mẹ mẫu mực của hai cháu Bùi Chi Minh và cháu Bùi Hương Giang, là người bà của cháu Đỗ Bùi Minh Nhi. Kính thưa các quý vị đại biểu, cháu Phan Thị Dần không may mắn cháu gặp phải căn bệnh hiểm nghèo. Cháu đã được các bác sĩ của các bệnh viện cao cấp tận tình cứu chữa, nhưng vì cháu không thắng được mệnh trời, cháu đã từ biệt cõi trần để đi cùng tiên tổ. Trong những ngày qua, mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, gia đình chúng tôi rất cảm động và biết ơn vì đã đón nhận những tình cảm quý báu của các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến động viên, chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cháu Phạm Thị Dần về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong trang giang có nhiều tiếng khuyết, gia đình chúng tôi xin tưởng niệm thứ. Sau khi an táng xong cho cháu, gia đình chúng tôi xin chân thành kính mời các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cán bộ và nhân dân hãy trở về gia đình chúng tôi ăn bữa cơm nhạt để gia đình chúng tôi có điều kiện để cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị, lễ truy điệu đến đây là kết thúc. Các bộ phận được phân công vào nhiệm vụ. Toàn thể cán bộ nhân dân cùng bạn bè thân hữu tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thôn Văn Túc, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Một tiếng đáng đã xong, giờ tiễn đưa đã ơi. Mẹ ơi, lưu luyến mãi rồi cũng đến lúc phải chia tay. Các con tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng ngàn thu an giấc. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đã đi rồi.
khắc ghi đề rời ra ngôi nhà mái ấm. Xe đưa bà tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt. Chưa.
ở toàn thể thân nhân tác quyền của các quý vị ưu tiên vào phòng hành lễ theo yêu cầu số 3 để làm lễ tiễn biệt bà Phạm Thị Dần. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt ban tang lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình lễ tiễn biệt bà Phạm Thị Dần. Sinh năm 1974, hưởng tròn 50 tuổi, gồm những phần sau. Phần thứ nhất, đại diện đài Hòa Thất Hòa Vũ Thất Bình gửi tới toàn thể thân nhân tác quyền lời chia buồn. Phần thứ hai, gia đình tác quyền cùng các quý vị ưu tiên đi vòng quanh linh cữu rồi trở về vị trí ban đầu để giải phút mặc niệm. Kính thưa hương hồn bà Phạm Thị Dần, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể thân nhân tác quyền cùng các quý vị ưu tiên, thế là bà Phạm Thị Dần yêu quý của chúng ta không còn nữa. Bà đã đối góp tiền nhân trở về cõi bình hẳn, để lại cho gia đình thân tộc, đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng nỗi tiếc thương vô hạn. Đây là một mất mát to lớn không gì bù đắp được. Tổn thất này để lại cho gia đình bà nỗi đau khôn xiết, và bà con gia tộc, bạn bè đồng nghiệp, bà con lối xóm nơi bà sinh sống bao niềm tiếc thương vô hạn. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là lớn lao. Trong giây phút trang nghiêm này, thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên đài Hòa Thất Hòa Vũ Thanh Bình, công ty cổ phần dịch vụ đăng lễ Hoàng Long thành phố Nam Định, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự tiếc thương, xin gửi tới toàn thể đất nước tam quyền lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước linh cữu bà, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng cùng gia đình tổ chức một buổi lễ hỏa táng cho bà được chu đáo, trọn vẹn. Mong gia đình tam quyền nén đau thương, chúng ta cùng nguyện cầu cho hơi hồn bà được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi bình hẳn, an giấc ngàn thu. Xin thành kính cầu nguyện Đức Thế Tôn Tử Bi, Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các chư Phật Bồ Tát phó quan tiếp dẫn và gia hộ để hướng linh bà sớm được siêu sinh tịnh độ, về cõi lành thanh tịnh, cõi Tây Phương Cực Lạc. Xin trân trọng kính mời toàn thể thân nhân tác quyền cổ và quý vị đưa tiền đi vòng quanh linh cữu để tiễn biệt bà lần cuối. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
hoàng cụ Thanh Bình. Tôi là cụ Thanh Hiền, là chú của cháu dâu tôi là chị Phạm Thị Dần. Không may cháu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời vào hồi 10:05 ngày 18/12/2023, tức ngày 6/11 Quý Mão. Cháu tôi đã được công ty hoàng cụ Thanh Bình làm thủ tục hóa thân cho cháu, trang nghiêm và chu đáo. Thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ và công nhân của công ty và gia đình chúng tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, họ hàng người ngoại tộc, các cha và con khu xóm, bạn bè của cháu đã nhiệt tình đưa cháu đến đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình và tiếp tục sau đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân Quan Túc, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Sau khi làm xong thủ tục an táng cho cháu, gia đình chúng tôi xin kính mời các quý vị đại biểu, những mời các cụ, các ông, các bà hãy trở về gia đình chúng tôi để ăn bữa cơm nhạc. Gia đình chúng tôi xin được cảm ơn. Sau cuối, xin thì mời toàn thể tất cả tác quyền cùng bậc quý vị đưa tiền giải phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
đêm về lạnh lùng buồn thiếu. Đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều. Đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời. Để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ, con lạc lối giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời. Ôi nhớ thương hoài. Thank you.
Cúi chân này cho hẳn lưng cúi chân cho phải đi. Bão tố gió
trần gian sông dài, cho hận sầu tan biến đi thôi, lá xanh xanh màu cho lá vàng ngừng khóc mà, cho hận sầu tan biến đi thôi, lá xanh xanh màu mới cho lá vàng ngừng khóc mà. Tan biến đi thôi, lá xanh xanh màu cho lá vàng ngừng Mẹ ơi, mẹ suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con, mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại, mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi, lòng con đau như té, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa, con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng mẹ. Mẹ ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp mẹ nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Nguyệt nhật thời thổ sinh hưởng, thu xương ngũ thập tế. A đại hạn tốt từ nay quý lão niên, đông thiên thập nhất nguyệt sơ lục nhật thị thời, vong linh mệnh tịch quy tình. Chồng con anh em con cháu xin nghênh tiếp, bài vị vong về nơi yên đỉnh nữ tử Bùi Chi Linh, Bùi Hương Giang ngoại tăng tôn, Đỗ Bùi Ninh Nhi cháu trọng tôn, Bùi Thành Trung
hiệp thừa phụ mệnh bùi đình chiến công là hợp đồng gia dương môn quyến nhi đảng ân nhĩ ân cần tự sân phục vì trinh kiến vong linh hương hồn cố mẫu nhi phạm thị hủy dần nay dĩ hà quy địa vong linh nhĩ mệnh tịch quy tình xin đi đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân cặp vạn phúc phu nhân tòa hạ cam cáo trời đất một cỗ tài bồ sau trước do tổ tiên lội ngoại đôi bên phù tiếp cho linh hồn thượng tự liệt vị chân linh hiển tỷ cố mẫu bùi phạm thị húy dần hồn phảng phất nơi đâu theo tiếng gọi tâm linh của chồng con anh em con cháu vong về tại gia hiến hưởng tư nhân nghĩ thiết kiến tâm hoài bái bản đạo chất cương thường Phật Nam Mô A Di Đà Phật Mô A Di Đà Phật Nam 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 Mô A Di Đà Phật xin đi đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân cặp vạn phúc phu nhân và cam cao trời đất một cỗ tài bồ sau trước do tổ tiên lội ngoại đôi bên phù tiếp cho linh hồn thượng từ liệt vị chân địa cầu cho tam hồn thiên thượng giáng lâm thất cửu phát địa thiên thăng chứng giám lại cao cao chi tổ hà cập truyền viễn chi tồn bá thúc quy đã ra chung đồng chung quyến thực bảo hộ cho gia quyến toàn gia vô sự tổ ngoại gia tiên tổ bùi gia tiên tổ phạm gia tiên tổ cao tăng tổ cáo cao tăng tổ thì thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội cậu bé vô danh hữu danh vô vị cô bé vô danh hữu danh vô vị cùng các chân linh nội tộc bùi phù hộ cho phần mộ chân linh hiển tỷ chính thất bùi thị mỹ dần lượng bộ phần mộ đắc siêu sinh đắc tình độ anh em con cháu phục di thượng hương cúi đầu lễ đạo cung hí Nam mô A Di Đà Phật 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 thường nay văn sớ tâm 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 A Di Đà Phật Nam mô 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 A Di Đà Phật lời ru mang mang em như sao diều giật.